Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ cập nhật thông tin cái đồng CNR token này, chương trình airdrop trên một sàn Coinbit. Mình sẽ cập nhật giá cả và luôn các bạn. CNR đem token là chương trình airdrop trên sàn Coinbit nè. Mình các bạn chứng cho mình coi để các bạn nói mình nó phép. Đây rồi. Sau khi bạn đăng ký mà KYC, các bạn thành công, các bạn được level 1, các bạn được 30.000 CNB bằng 300 đô. Giá hiện tại của nó là 0.01. Mời nữa, sau khi nó lít sẵn nó vô khơi 0.05, các bạn cũng được 150 đô. Và bạn chia sẻ cho người 150 đô nè, level 2 nè. Rồi người cái người bạn chia sẻ mà chia sẻ cho người khác bạn được 75 đô nữa. Cứ lần lượt xuống hoài các bạn, ghép 5 tầng vậy đó. Quá đã. Em tôi cần không? Rồi mình sẽ trở lại sàn Coinbit nha các bạn. Rồi đây mình qua cái token này nè. Vô giao dịch đi. Link đăng ký và link hướng dẫn KYC mình có để phần link dưới mô tả các bạn. Đầu tiên các bạn đăng ký rồi bạn vô hộp mail, hộp thư spam các bạn. Vô hộp thư spam mà các bạn login vào rồi KYC có gì đâu dễ chết luôn. Quá đã. Sau khi nó về là các bạn về số dư chỗ này nè, là nó có cái đồng khu tiền của bạn đây nè, các bạn việc bấm vào nút rút tiền là thôi các bạn, là nó nhảy về ví rồi. Rồi các bạn nhập cái địa chỉ ví của bạn vô, rồi nhập số tiền, rồi bấm yêu cầu rút tiền là về với bẹt các bạn, là rút cái đồng CN ấy, hoặc các bạn có thể bán đổi qua BTC TH trên sàn này nè, các bạn chuyển khoản qua tài khoản giao dịch nè, rồi các bạn đổi bán đồng CNG này qua BTC của ETH rồi các bạn rút về. Khi nào chừng nào mà chương trình airdrop này kết thúc đi mình sẽ làm một cái video tỉ mỉ cho các bạn rút tiền về Việt Nam đồng hả các bạn. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Mình có để một cái video hướng dẫn KYC cơ khoảng 2-3 phút cho các bạn, các bạn vô mà coi KYC đăng ký thì giờ hợp sư spam các bạn xác nhận các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn ạ. Kẹo này khá là ngon, mình chưa từng thấy kẹo airdrop này ngon.